Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ khách hàng đang sống ở châu Âu. Hiện nay cô ấy rất là mong muốn chờ tôi phát hành cái video này. Thực ra cái thời gian mà cô đến tư vấn với tôi khoảng một tuần trước rồi đó, có đó. Nhưng mà do tôi bận quá nên hôm nay mới thực hiện được video này dành cho vị khách hàng. Và tôi tin chắc là cô rất là mong video này của cô sẽ được phát sóng để cho nhiều người đàn ông biết đến, đánh thức và cảnh báo đến cho chúng ta biết một cái tình huống bị lừa ở trên mạng khi mà nhiều người đàn ông đang tìm những gọi là mối tình hoặc là tìm những người đàn bà đẹp ở trên mạng. Nhưng mà thực tế người đàn ông đang bị lừa mà không biết mình bị như thế này. Có thể nói rằng không phải người đàn ông nào cũng như cái anh này đâu. Nhưng mà cũng có những người và những trường hợp như thế này. Nên là cô tư vấn với tôi, cô hy vọng rằng tôi sẽ giúp cô thực hiện video này để mà cùng cảnh báo, thức tỉnh những người đàn ông có thể là sẽ gặp cái tình huống giống như cô. Thì câu chuyện của cô như sau, cô kết hôn với chồng và cô rất là hài lòng về người đàn ông sống với cô đến bây giờ khoảng được 20 mấy năm trời rồi mà thương cổ và cô rất là hài lòng vì ông chồng đó. Rồi một ngày gần đây thôi, cách đây khoảng 2 tháng thì cô mới phát hiện ra là chồng của cô có đang nhắn tin với một người nào đó. Thì cái linh tính của cô mách bảo là chồng cô có người thứ ba. Trong đầu cô mặc định là người đàn ông khi nhắn tin với một người phụ nữ khác là người thứ ba. Thì cô mới mò mẫm và cô mới mở xem chồng mình nói gì với cái người trên mạng, tại vì anh cũng thuộc cái dạng gà mờ công nghệ. Cô này thì cô mới mở ra, cô xem thì cô mới phát hiện ra rằng chồng của cô đang nhắn tin cho một người đàn ông. Cô nghĩ rằng đây là một người đàn ông vì qua tin nhắn thì cô mới thấy rằng người này chưa từng nói chuyện với chồng của mình, chưa một lần gặp mặt. Và cái việc họ nhắn tin qua lại như thế này khoảng một năm hơn rồi. Thậm chí chồng của cô về Việt Nam tìm kiếm người này, nhưng mà người này cũng không xuất hiện ở sân bay hoặc là xuất hiện ở một cái điểm nào tại Việt Nam để mà gặp chồng cô. Tức là người trong cái tin nhắn né tránh gặp gỡ, né tránh giao tiếp và tuyệt nhiên là không có gọi video call. Lấy đủ mọi lý do thế này, thế nọ, thế kia, A, B, C, giả đỏ để mà né tránh cái việc mà giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc là nhìn thấy trực tiếp. Vấn đề chính yếu là chỉ có bằng phương tiện nhắn tin là chính yếu. Thế là cô mới nghi ngờ là người đàn ông đó chính là đàn ông, chỉ là một người đàn ông nên là cái đối tượng đó mới không dám gặp chồng của cô thôi. Thì cô mới bức xúc, cô đã nói với chồng cô như vậy nhưng chồng cô không tin. Chồng của cô cho rằng cô nghĩ quá đáng thôi, người ta e ngại. Cô ở trong mạng á là cái cô mà e thẹn rồi hoàn cảnh bận rộn. Nói chung là cô có nhiều lý do để mà cô không có gọi điện thoại rồi nhắn tin. Nhưng mà người đàn ông này về Việt Nam cũng không gặp. Nhưng mà sau đó vẫn gửi tiền cho cô kia và mặc định là người đó chính là phụ nữ. Đó. Cũng cho 100 đô, 150 đô, cả đó. Nhưng mà nó cũng không phải là một số tiền lớn. Nhưng vấn đề chính yếu là cô vợ cô phát hiện ra và cô nói là anh đang nhắn tin với đàn ông. Thế nên là cô mới muốn tìm đến với mình chia sẻ cái câu chuyện như vậy để cho thông qua cái kênh của mình muốn nói cho những người đàn ông trên toàn thế giới vô tình bạn nghe được video này của tôi hoặc là những người phụ nữ trong cái tình huống giống như cô thì cũng biết cách thức tỉnh chồng của mình. Thì qua đây tôi cũng xin chia sẻ với mọi người về cái vấn đề này, đồng thời cũng tư vấn thêm cho chị ở một cái khía cạnh như sau. Khi mà người trên mạng tìm kiếm một cái mối quan hệ bạn bè hoặc là vô tình chat để mà trở thành bạn kết thân hoặc là chỉ là những người gặp nhau giao tiếp và học hỏi một số các vấn đề chia sẻ về trong cuộc sống hoặc là công việc chẳng hạn, thì không phải ai tìm bạn ở trên mạng cũng là tìm bạn tình.
nhưng mà đa phần là như thế. Tuy nhiên vẫn có những tình bạn tốt đẹp đã diễn ra trên những trang mạng, vì không phải ở trên mạng toàn là người xấu. Và có thêm một cái khía cạnh mà tôi chia sẻ với chị như sau: một là người đó là người đàn ông, hai là người đó là người quen của gia đình chị, ba là người đó là người không thể giao tiếp được, tức là người câm. Người câm thì không nói được, người quen của anh chị thì càng không muốn lộ mặt, chỉ muốn chọc ghẹo anh thôi. Và một cái vấn đề nữa đó chính là một người đàn ông như chị nghĩ. Thì ở đây có ba lý do chính yếu mà cái đối tượng chồng chị đang nhắn tin chat chít hàng ngày không có xuất hiện, không có giao tiếp và cũng không có gặp mặt chồng của chị. Và tôi cũng chia sẻ với chị một cái điểm hài hước như sau: chồng của chị hơi ngáo ngáo thì anh hiền như vậy nên anh không tin rằng mình bị lừa. Và vấn đề chính yếu là anh hiền như vậy nên là anh không có nghĩ là ai lừa anh hết. Người ta nói sao thì anh tin vậy thôi. Có cái may ở chỗ là may là người đó không gặp mặt ảnh. May rằng cái đối tượng này không phải là một cô gái chịu gặp ảnh. Chứ nếu mà chịu gặp ảnh thì chắc đến bây giờ chị sẽ tư vấn là làm sao để chồng tôi tránh xa cái cô gái này, đúng không chị? Thế nên là sau cái sự việc này thì cũng là một cái bài học cho ảnh. Đây là lần đầu tiên anh lên mạng, anh tìm bạn thì anh lại gặp phải một cái đối thủ lừa như thế này. Lừa tiền của anh, đó, lừa dối cái lòng tin của anh, thì anh cũng sẽ có một cái bài học cho chính mình. Đồng thời chị cũng thức tỉnh được là đến một giai đoạn mà chị và chồng chị trong mối quan hệ dường như có một cái khúc mắc, có một cái vấn đề gì đó khiến cho chồng chị phải tìm một đối tượng khác chia sẻ về tâm tư tình cảm của bản thân. Đây là một cái hồi chuông nha chị nha, hồi chuông cảnh tỉnh cho chính chị và cho cả chồng chị nữa. Chồng chị cũng sẽ biết được rằng trên đời này không phải ai thân với anh chị đều là người tốt, và có rất là nhiều cái hình thức mà người ta lường gạt nhau ở trên mạng. Thứ nhất là người ta lường gạt về tiền bạc, thứ hai là người ta lường gạt về tình cảm và một số các vấn đề khác. Nhưng vấn đề chính yếu vẫn là lừa tình và lừa tiền, là hai cái cách mà người ta thường muốn xây dựng lòng tin để mà đạt được mục đích từ cái người mà họ muốn lừa. Vấn đề là khi chúng ta tiếp xúc với một ai đó mà người đó không giao tiếp với chúng ta, mà người đó lấy cái lý do là em vừa mới bị hack Facebook, em vừa mới bị hack Zalo, rồi báo tin là phải chuyển tiền hoặc là phải nhờ vả cái gì đó, thì tất cả mọi người cùng phải xác nhận một cách kỹ lưỡng. Bản thân như Sóng Tình LGBT ha, làm cái kênh này rất là nhiều người biết và có lịch trình làm việc đăng tải trên kênh, phát hành trên toàn thế giới, nên là nhiều người biết đến kênh Sóng Tình LGBT tìm đến để tư vấn, mà còn nhiều người sợ bị lừa. Các bạn hiểu không? Mình tư vấn, mình làm mấy trăm video, người ta nhìn thấy mặt của mình, người ta xem Facebook của mình, người ta biết rõ mình làm công việc ở đâu. Mình trong những video còn chia sẻ hình ảnh của chồng con mình. Nhưng mà có nhiều người cũng còn sợ bị lừa, thậm chí nghe giọng gọi bằng video mà không thấy hình, mà người ta còn sợ là người giống người, giọng giống giọng. Trời đất ơi, nói đến mức độ như vậy. Còn cái anh này anh ngáo đến mức là không biết người đó là ai, không nhìn thấy Facebook, không có một cái thông tin nào trên Zalo, tức là một người hoàn toàn bí ẩn, chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp mặt, chỉ có là chat, nhắn tin, mất vài trăm đô cho một cái đối tượng như vậy. Thì đồng thời cũng mua được một bài học đáng giá cho người đàn ông đó, đồng thời là những người phụ nữ chúng ta cũng phải nên nhìn nhận ở một cái góc độ là những trang mạng nó luôn là một cái thị trường rất là nhiều cám dỗ với những người đàn ông. Khi mà có những người lợi dụng vào cái việc phát triển của internet để mà người ta kinh doanh những cái hình thức xấu, nó lôi kéo người ta vào một cái thế giới hư hỏng bằng những cái lời mời rất là ngọt ngào, bằng những cái vấn đề như là mình sẽ được một cái gì đó, làm ít thôi mà ăn nhiều, đầu tư ít mà lời nhanh,
hoặc là cái bí quyết không làm mà có ăn ngay, ăn nhiều mà ăn còn gấp đôi, gấp ba, gấp cả trăm lần. Không có một cái bí quyết nào mà không làm mà có ăn hết. Mà người ta, chúng ta nên học một cái bí quyết, có làm thì mới có ăn. Chứ đừng có bao giờ nghĩ là trông chờ vào người khác hoặc là chờ cha mẹ của mình chết đi để mà dành tài sản cho mình. Đó là điều hoàn toàn là không đúng. Trên trời không có cái gì tự nhiên rơi vào tay bạn nếu bạn không cố gắng nỗ lực phấn đấu để đạt được nó. Giống như thành quả là cái sự thành công trong công việc của các bạn. Trên đời chỉ có hai thứ tự nhiên mà rơi trúng chúng ta, đó chính là mưa và cứt chim. Còn quả sung mà ngồi chờ nó cũng lâu lắm các bạn ha. Mùa sung chín thì mới có sung rụng. Còn không có cái gì tự nhiên mà rơi vào chúng ta được hết á. Chúng ta phải tạo ra bằng cái sức lao động của mình, bằng sự cố gắng của bản thân, và chúng ta chẳng thể làm giàu bằng cái việc đi lường gạt hoặc là dối trá. Hôm nay Sóng Tiền UGB chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện của khách hàng nhằm thức tỉnh nhiều người đàn ông đang tìm kiếm những cái mối quan hệ trên mạng và cảnh báo cho chúng ta biết rằng không nên kết bạn một cách bừa bãi, cũng như là không nên giao tiếp một cách quá dễ dàng khi mà không biết đối tượng đằng sau màn hình, đằng sau những tin nhắn là ai bạn nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.